Laudetur Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 5 gồm có Trước hết là bản tin kế đến là một sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được công bố trưa thứ Năm ngày 25 tháng 5 để xây dựng một thế giới bền vững và công bằng hơn, Đức Thánh Cha mời gọi toàn giáo hội chung tay hành động để công lý và hòa bình tuôn trào khắp thế giới bằng cách biến đổi trái tim và lối sống của chúng ta và các chính sách công điều hành xã hội. Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm nay được cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, có chủ đề Hãy để công lý và hòa bình tuôn trào, trích từ lời ngôn sứ a Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Theo Đức Thánh Cha, đây là điều Thiên Chúa mong ước, Thiên Chúa muốn công lý ngự trị, bởi vì nó cần thiết để chúng ta sống như là con cái Thiên Chúa được tạo dựng giống người. Thiên Chúa muốn mọi người cố gắng trở nên công chính trong mọi hoàn cảnh, sống theo luật pháp của người và nhờ đó giúp cuộc sống thăng hoa. Khi chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết, muốn duy trì mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, con người và thiên nhiên thì công lý và hòa bình mới có thể tuôn trào như nguồn nước tinh khiết không bao giờ cạn nuôi dưỡng nhân loại và môn loài. Nhưng ngày nay, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những mối tương quan này không còn hài hòa. Lòng tham của chủ nghĩa tiêu thụ được thúc đẩy bởi những trái tim ích kỷ đang phá vỡ vòng tuần hoàn nước của hành tinh. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch không kiểm soát và phá rừng đang đẩy nhiệt độ lên cao hơn và dẫn đến hạn hán lớn. Tình trạng thiếu nước đáng báo động ngày càng ảnh hưởng đến cả cộng đồng nhỏ ở nông thôn và các đô thị lớn. Trước hết, Đức Thánh Cha mời gọi biến đổi trái tim của chúng ta. Điều này cần thiết cho bất kỳ sự biến đổi nào khác xảy ra. Đó là sự hoán cải sinh thái mà Thánh Doan Follow 2 đã khuyến khích chúng ta thực hiện, đổi mới mối quan hệ của chúng ta với thụ tạo, để chúng ta không còn coi nó như một đối tượng bị khai thác, mà thay vào đó là trân trọng nó như một món quà thiêng liêng từ đấng tạo hóa của chúng ta. Thứ hai, chúng ta hãy thay đổi lối sống, Đức Thánh Cha mời gọi ăn năn về những tội lỗi sinh thái của chúng ta là những tội lỗi gây hại cho thế giới tự nhiên và đồng loại của chúng ta. Với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, chúng ta hãy áp dụng lối sống bớt lãng phí và tiêu thụ không cần thiết, đặc biệt là ở những nơi quy trình sản xuất độc hại và không bền vững. Cuối cùng, chúng ta phải thay đổi các chính sách công điều hành xã hội của chúng ta và định hình cuộc sống của những người trẻ tuổi hôm nay và mai sau. Đức Thánh Cha kêu gọi hội nghị thượng đỉnh COP28 tại Dubai từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 phải lắng nghe khoa học và thiết lập quá trình chuyển đổi nhanh chóng và công bằng để chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng hội dòng nữ tỳ thừa sai bác Ái Vatican, sáng thứ Năm ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp các nữ tu dòng nữ tỳ thừa sai bác Ái do Thánh Luigi Orione sáng lập, nhân dịp về Roma tham dự tổng công nghị, Ngài nhấn mạnh đến 3 điểm cần thiết cho các nữ tu, sống kết hiệp với Chúa Giêsu, gần gũi với anh chị em và tích cực phục vụ. Trước hết, sống kết hợp với Chúa Giêsu. Đức Thanh Cha nói rằng, sống kết hợp với Chúa Giêsu phải là cội nguồn mọi hoạt động của chị em. Khi nhắc nhở chúng ta về giá trị nền tảng này của các tu sĩ, cộng đồng Vaticano II nói rằng, hoạt động tông đồ của các tu sĩ sẽ trở nên phong phú và đời sống giáo hội sẽ trở nên sống động hơn khi tu sĩ sống nhiệt thành với Chúa Kitô như các môn đệ đầu tiên. Ngài giải thích thêm, điều này có nghĩa là biến đổi lối sống của Chúa Giêsu thành của chúng ta, để cho người hành động ngày càng nhiều hơn trong chúng ta, đến mức có thể nói như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Về lời khuyên thứ hai, gần gũi với anh chị em, trích lời Chúa, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Đức Thanh Cha mời gọi các nữ tu dòng nữ tỳ thừa sai bác ái, sống với nhau và với người khác bằng một tinh thần dịu dàng từ mẫu, qua suy nghĩ, lời nói, cử chỉ chào đón và tự tế. Bởi vì chia sẻ một chút cơm bánh với nụ cười thì hơn một món ăn ngon nhưng với gia vị là một tình yêu lạnh lùng. Điểm cuối cùng là tích cực làm việc. Lấy hình ảnh của người mẹ, Đức Thanh Cha nói, một người mẹ không bao giờ bỏ cuộc trước những nhu cầu của con cái. Bà không bao giờ thiếu sự quan tâm, chú ý, những điều bất ngờ, dịu dàng và cả những lời khiển trách cần thiết dành cho con cái. Bà có thể tìm ra những giải pháp bất ngờ trước những hoàn cảnh khó khăn và bị hiểu lầm. Bởi vì bà là một người mẹ đầy tình thương, và tình thương làm cho người mẹ tự do sáng tạo hơn. Đức Thanh Trai hy vọng các nữ tu cũng yêu thương phục vụ người khác bằng tình thương từ mẫu này, một tình thương với con tim quảng đại và đôi tay rộng mở. Bằng cách này, các nữ tu sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người và một mẫu gương cụ thể về cuộc sống lành mạnh, đặc biệt quý giá đối với người trẻ thường bị mất phương hướng bởi những mô hình hiện sinh mong manh và trống rỗng. Đức Tổng giám mục Skechuk mời các giám mục Ý đến Ukraine để thấy sự kinh hoàng của chiến tranh. Ukraine, trong thư gửi đến Đức Hồng Y Matteo Maria Supi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và tất cả các giám mục Ý Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sekuk, giáo chủ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã cảm ơn sự hỗ trợ của các tổ chức bác ái của Giáo hội Ý và mời một phái đoàn của các giám mục Ý đến Ukraine để tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng của chiến tranh. Theo truyền thống, Hội đồng giám mục Ý mời các chủ tịch các hội đồng giám mục các nước khác, đặc biệt là các hội đồng giám mục các nước châu Âu, đến quan sát công việc của Đại hội đồng của các giám mục Ý. Đức Tổng giám mục trưởng Skiatolab Skechuk của Ukraine cũng được mời, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, ngài không thể tham dự. Do đó, Đức cha Maxim Ryabuka, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Donetsk, một giám mục ở vùng chiến tuyến, đã đại diện ngài tham dự. Trong thư, giáo chủ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine nhắc lại rằng, Ukraine đã tự vệ từ hơn một năm đối với cuộc chiến trên diện rộng của Nga. Ngài nói rằng đây không chỉ là một cuộc chiến hay một hoạt động quân sự, nhưng là một cuộc diệt chủng thực sự đối với người dân của chúng tôi và là tội ác chiến tranh khủng khiếp của Nga ở Ukraine với ý thức hệ rõ ràng về thế giới Nga. Tuy nhiên, Tổng giáo mục Skechuk lưu ý rằng người dân Ukraine đã cảm nghiệm tình liên đới rộng lớn trên toàn thế giới. Ngài đặc biệt ca ngợi Ý vì vừa lên án hành động xâm lược của Nga, vừa đề nghị hỗ trợ cho nhiều người tị nạn Ukraine. Do đó, ngài cảm ơn các tổ chức của giáo hội ở ý và đặc biệt là hội đồng giám mục ý và mời một phái đoàn của hội đồng giám mục ý đến thăm ukraine để tận mắt chứng kiến thảm kịch của cuộc chiến để chia sẻ nỗi đau của ukraine ngài nói rằng đó sẽ là một cử chỉ liên đới và gần gũi tuyệt vời của giáo hội ý cuối cùng người đứng đầu giáo hội công giáo đông phương ukraine kêu gọi các giám mục tham gia sáng kiến lần hạt mân côi cầu nguyện cho hòa bình một sáng kiến thông qua kênh truyền hình của giáo hội Ukraine liên kết qua mạng viễn thông, người dân Ukraine rải rác khắp thế giới. Một số hội đồng giám mục trên thế giới đã tham gia sáng kiến này. Giáo hội Cameroon vui mừng vì cha Simon Mpeke được công nhận là đứng đáng kính. Cameroon, các tín hữu Cameroon, từ vùng cực bắc nơi cha Simon Mpeke đã truyền giáo cho người Kitty, đến bờ biển, chính xác là ở giáo phần Edea, nơi ngài được an táng đã vui mừng trước tin tức Baba Simon được tuyên bố là đấng đáng kính khi vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cho phép ban hành sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của Ngài. Đức Cha Jean Bosco Antep, giám mục giáo phận EDA nói, Thật vui khi biết rằng một trong những người con của đất nước chúng tôi đã được nâng lên bậc đáng kính này. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta cũng có thể, bằng cách sống một cuộc sống bình thường, bằng cách theo các nhân đức của Chúa Giêsu được Chúa Cha toàn năng công nhận và ân thưởng. Đức cha nói thêm, đời sống của các chứng nhân của Chúa Kitô mà chúng ta tôn kính không phải là truyền thuyết hay ngụ ngôn, cho chúng ta thấy rằng sự thánh thiện là hoàn toàn có thể. Đức cha lưu ý rằng các thánh là những người nam nữ bằng xương bằng thịt đã anh dũng sống theo Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức cha, việc công nhận các nhân đức anh hùng của cha Simon Mpeke là một sự khích lệ đối với các Kitô hữu ở Cameroon và Châu Phi để họ tiếp tục sống trung thành với lời họ thưa xin vâng với Chúa và với đức tin của họ ngài nhấn mạnh, ngày nay có một hình thức dèm pha Kitô giáo bởi một số phong trào vào luồng tư tưởng, buộc tội giáo hội về những hành vi sai trái ở châu Phi, chẳng hạn như chế độ nô lệ, thuộc địa và tuyên bố rằng đức tin chỉ là cái cớ để lừa dối người châu Phi. Trái ngược với thái độ dường như chống lại giáo hội ở lục địa châu Phi, cha peke tỏ ra là một tông đồ đối thoại giữa Kitô giáo và các tôn giáo truyền thống của châu Phi. Dichian Tep nói rằng Chúng ta có thể học được hai thái độ từ mối quan hệ của Baba Simon với các tôn giáo của Tổ tiên. Đầu tiên là sự tôn trọng. Ngài tôn trọng họ và đã cố gắng hiểu họ và cộng tác với họ vì thiện ích. Thứ hai là sự kiên trì của Ngài. Ngày nay, chúng tôi thường đến rao giảng tin mừng vào buổi sáng và buổi tối. Chúng tôi muốn mọi người lãnh nhận phép rửa. Sự kiên trì bắt nguồn từ sự tôn trọng. Cha peke đã dành thời gian để tìm hiểu các dân tộc Kyrgyz, một nhóm sắc tộc không theo Hồi giáo ở khu vực có đa số người Hồi giáo, tôn trọng họ, yêu thương họ. Đối với họ, cha là một người cha thực sự trong đức tin. Đức tin của cha đã soi sáng cho niềm tin truyền thống của họ và nhiều người đã gia nhập Kitô giáo mà không phủ nhận nền văn hóa của họ. Họp báo chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế năm 2024 tại Ecuador. Vatican phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 5 tại phòng báo chí tòa thánh, Cha Cornado Machoni, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các đại hội thánh thể quốc tế, tóm tắt tinh thần và mục tiêu của đại hội thánh thể quốc tế được tổ chức tại Quito, Ecuador từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024 là khơi dậy sức mạnh thiêng liêng để hỗ trợ công cuộc loan báo tin mừng bên trong và bên ngoài giáo hội. Đi vào tình hình thực tế khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ xã hội, chính trị và văn hóa tại Ecuador và các quốc gia khác, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các đại hội thánh thể quốc tế cho rằng Đại hội sẽ là một sự kiện của tình huynh đệ. Hơn thế nữa, cũng sẽ là dịp nhắc nhở thế giới về tầm quan trọng của bi tích thánh thể. Bi tích cho phép chúng ta nhìn nhận mình là con một cha và vì thế là anh chị em của nhau. Do đó, chủ đề trước cuộc gặp gỡ ở Kitô, tình huynh đệ hàn gắn thế giới là một chủ đề rất thời sự. Chúng ta không thể cử hành thánh thể nếu chúng ta bị chia rẽ. Chúa Kitô đã lập lại sự hài hòa nguyên thủy mà Thiên Chúa muốn nhưng đã bị Cain phá vỡ qua việc giết Abel. Cử hành thánh thể kéo dài ơn gọi hiệp thông phổ quát với mọi người và hòa hợp tạo vật. Ánh sáng thánh thể hòa giải chúng ta với việc chữa lành những vết thương của chúng ta và xoay chúng ta ra đi với sứ mạng chữa lành những vết thương thế giới. Vì thế, thánh thể không tách rời khỏi cuộc sống. Chúng ta đến tham dự thánh lễ không phải để dâng lên Chúa điều gì đó, nhưng là để lãnh nhận chính thánh thể giúp chữa lành vết thương của chúng ta để chúng ta có thể chữa lành các tương quan trong gia đình, trong giáo hội và ngoài xã hội. Cha nói, bí tích thánh thể liên quan đến đức tin, nếu không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô, nếu chúng ta không tự hỏi Chúa Kitô là gì đối với chúng ta, thì cử hành thánh thể là điều không tưởng. Cha Matroni nhắc đến đại hội thánh thể cũng sẽ là dịp cử hành 150 năm Ecuador được thánh hiến cho thánh tâm Chúa Giêsu theo mong muốn của tổng thống lúc bấy giờ. Cũng trong ngày thứ tư, Tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã làm phép và ký vào sách tin mừng, được chọn làm biểu tượng cho Đại hội Thánh thể quốc tế năm 2024. Do Đức Tổng Giám mục Alfredo José Espinoza Mateus của Quito mang đến, ở mỗi đại hội thánh thể quốc tế đều có chọn một biểu tượng, như lần gần đây nhất tại Budapest, một thánh giá lớn, trong đó có thánh tích của các thánh Hungary đã được chọn làm biểu tượng. Chọn tin mừng làm biểu tượng cho đại hội, Giáo hội tại đây muốn nhằm thúc đẩy việc dạy giáo lý và cầu nguyện cho tất cả các giáo phận. Một điểm ý nghĩa của sách tin mừng là bìa trước có hình thánh tâm và được thánh Phaolô sáu tặng cho Ecuador nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất nước được thánh hiến cho thánh tâm và bìa phía sau có hình ảnh các dân tộc của đất nước và bài ơn Chúa Thánh Thần. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Phỏng vấn sơ Helen Anford, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, về trí tuệ nhân tạo Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Aletheia, sơ Helen Anford, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, nói về cách giáo hội có thể cung cấp một tầm nhìn khác về công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa sơ, trong một thế giới tục hóa nơi có lẽ học thuyết xã hội công giáo có thể không được xem xét, làm thế nào hàng lâm viện tòa thánh về khoa học xã hội và giáo hội nói chung có thể tạo một không gian cho chính mình ạ? À. Nhiều người có cảm giác cho rằng giáo hội không phải là một nhân tố chính, nhưng ở đây tại Roma, tôi nghĩ bạn có một viễn cảnh khác. Các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc hay Liên minh châu Âu khá cởi mở và đó không phải là một điều mới năm 1987, khi Thánh Doan Phaolô II công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis đề cập đến những vấn đề của xã hội, Liên Hiệp Quốc đã có một cuộc hội thảo tại New York về thông điệp này. Ngay sau đó, vào năm 1990, báo cáo phát triển đầu tiên về con người đã được đưa ra và tôi nghĩ rằng thông điệp đã có một số tác động. Các quốc gia bắt đầu đo lường dựa trên chỉ số phát triển con người thay vì chỉ dựa trên tổng sản phẩm quốc nội. Ngay sau khi thông điệp Laudato Si ra mắt vào năm 2015, đã có hai thỏa thuận lớn, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Mọi người đều công nhận thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco là một yếu tố quan trọng trong các thỏa thuận đó. Tôi có thể nói rằng giáo hội quan trọng và có ảnh hưởng trong một số cách và lĩnh vực, và trong những cách và lĩnh vực khác thì không. Đó là một bối cảnh bình thường đối với giáo hội Đối với lời kêu gọi của chúng tôi, có một số người quan tâm và một số khác thì không. Theo Sơ, đâu là những chủ đề quan trọng nhất mà Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội phải đề cập đến hôm nay? Đó là những điều Đức Thánh Cha quan tâm. Chúng tôi cần phải hỗ trợ Ngài và các chủ đề Ngài muốn thực hiện. Tôi có thể nói hai cuộc khủng hoảng, xã hội và môi trường là trọng tâm của thông điệp Laudato Si' một khía cạnh khác là ý thức đưa chiều kích cộng đồng của chúng ta trở lại trung tâm suy nghĩ và hành động của chúng ta đó là ý tưởng của thông điệp fratelli tutti chúng ta không chỉ là những cá nhân đạt được mục tiêu của riêng mình nhưng đúng hơn chúng ta đã cùng nhau xây dựng xã hội của chúng ta tôi thích nghĩ về điều này khi chúng ta cố gắng thúc đẩy các biên giới của công ích chống lại xã hội vứt bỏ chúng ta biết rằng các hệ thống xã hội có thể được sửa đổi bằng hành động của chúng ta và chúng ta có thể làm việc cùng nhau vì công lý để làm được điều này chúng ta cũng phải rao giảng tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trên thế giới đó là sự tiếp nối của nhập thể một sự chia sẻ đức tin một cách rất thực tế trí tuệ nhân tạo là một trong những chủ đề chính được thảo luận hiện nay à, hình ảnh đức thánh cha trong trang phục thời trang đã lan truyền khắp thế giới Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, giáo hội phân tích sự phát triển của công nghệ này như thế nào ạ? Phát triển công nghệ nằm trong tay chúng ta. Công nghệ không giống như khoa học, khoa học là điều chúng ta khám phá, đó là về nguyên tắc của trật tự tự nhiên, giống như văn hóa, công nghệ là thứ chúng ta tạo ra. Do đó, có hai quỹ đạo chính của sự phát triển công nghệ. Điều đầu tiên là điều chúng ta trải nghiệm ngày nay có ảnh hưởng lớn và một số người sẽ gọi là công nghệ Điều này tập trung vào cỗ máy ở trung tâm với xã hội và sự thích nghi với nó. Đó là những gì chúng ta đang thấy với trí tuệ nhân tạo. Một nhóm người nhận được lợi ích từ loại hình phát triển này và phần còn lại của xã hội bị ép buộc phải tự thay đổi để phù hợp. Tuy nhiên, có một hình thức phát triển công nghệ khác mà chúng ta có thể gọi là con người hoặc cuộc sống làm trung tâm. Điều này tập trung vào việc làm cho một lối sống cụ thể trở nên hiệu quả, phong phú và đầy đủ hơn, và không phải là về một nhóm có ảnh hưởng hơn một nhóm khác. Một ví dụ về điều này là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, hai loại máy kéo sợi khác nhau đã được phát triển. Cái đầu tiên vào những năm 1770 bởi một thợ quay lành nghề, và cái thứ hai vào những năm 1830 bởi các kỹ sư chuyên nghiệp của các ông chủ nhà máy, các nhà tư bản lớn, Lúc đầu, hai máy có năng suất như nhau, nhưng có một sự khác biệt rất lớn về cách chúng ảnh hưởng đến những người sử dụng. Cuối cùng, cái thứ hai có thể được vận hành bởi mọi người, nhận được sự đầu tư. Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang đối phó với một vấn đề đã được tạo ra. Bởi vì loại đi trước là loại ưu tiên phát triển công nghệ, chứ không phải loại lấy con người làm trung tâm. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra ở cấp độ cơ cấu. Vấn đề là chưa có sự đầu tư vào lựa chọn thứ hai này. Phát triển công nghệ có thể tốt. Chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều với trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác mà chúng ta có để chúng có thể hỗ trợ cuộc sống và con người tốt nhất có thể. Gần đây, một số người kêu gọi tạm dừng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, làm thế nào giáo hội và đặc biệt là hàng lâm viện có thể đáp ứng những mối quan tâm về chủ đề này. Nhiều cuộc đối thoại đang diễn ra Ví dụ, Hành Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống đã tạo ra một tài liệu vào năm 2020 có tên Rome Call for AI Ethics, lời kêu gọi Roma cho đạo đức trí tuệ nhân tạo, được ký bởi các công ty lớn như Microsoft. Năm nay, họ kêu gọi các tôn giáo khác ký để cố gắng tạo cho nó một chiều kích liên tôn. Tại Vatican, có những cuộc trò chuyện khác với các chuyên gia như trong Bộ Văn hóa và Giáo dục có một phân bộ dành riêng cho văn hóa kỹ thuật số đã có những nhân vật quan trọng hiện diện trong lịch sử của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Có một nhóm của tòa thánh đang làm việc về các khía cạnh khác nhau của trí tuệ nhân tạo. Một trong những điều quan trọng mà giáo hội có thể làm là cung cấp cho mọi người một tầm nhìn khác. Nếu mọi người có thể nhìn thế giới khác đi, họ có thể thay đổi các thông số để thiết kế công nghệ khác nhau. Giáo hội có thể mở rộng tâm trí mọi người theo một cách mà tin mừng luôn luôn làm, đó là cho mọi người cảm nhận được rằng có một thế giới khác. Cuối cùng chúng ta biết sẽ có một thế giới khác, nhưng chúng ta muốn cho thấy rằng ngay cả trong thế giới của chúng ta ngày nay, mọi thứ có thể tốt hơn nhờ sự hiện diện của ân sủng, giáo huấn của Chúa Kitô, của cộng đoàn đức tin và hơn thế nữa. Thưa sơ, đây có phải là hoạt động và tầm nhìn của việc quan tâm đến những người điều hành các công ty công nghệ không? tôi nghĩ rằng những người có vị trí cao trong các tổ chức công nghệ này đánh giá cao những gì chúng tôi làm họ nhận ra rằng họ cần một tầm nhìn khác có thể họ không nhất thiết phải biết cách đưa nó vào thực tế nhưng họ có thể bắt đầu suy nghĩ về nó cuối cùng chính các kỹ sư phải đưa điều này vào thực tế nhưng nếu họ không có cảm hứng để cố gắng làm điều đó họ sẽ không làm đó là nơi chúng tôi đến nếu Mark Zuckerberg và những người như ông yêu cầu các kỹ sư của họ tạo ra một giao diện tạo ra lợi nhuận cho công ty của họ nhưng cũng nâng cao phẩm giá con người thì điều đó có thể được thực hiện. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu mà những người lao động này được giao và nhiều người trong số họ hiện đang rời khỏi các công ty này vì họ không thích những gì họ làm và những gì họ thấy những người khác sống với sự căng thẳng bên trong, nơi họ tiếp tục làm việc trong các lĩnh vực này mặc dù họ thấy những tác động tiêu cực. Ví dụ, phương tiện truyền thông xã hội tác động trên con cái của họ. Có những động lực mạnh mẽ trong hệ thống kinh tế của chúng ta để nhiều người tiếp tục làm việc trong thế giới công nghệ. Để đối phó với điều đó, chúng ta cần ân sủng, cầu nguyện và sự giúp đỡ của Thiên Chúa và chúng ta cũng nói về điều đó trong Hàn lâm viện tòa thánh. Hàng Lâm Viện tập trung chú ý rất nhiều vào việc phát triển ý tưởng về một nền kinh tế huynh đệ, tập trung vào phúc lợi con người. Thế thì làm thế nào để trí tuệ nhân tạo phù hợp với tầm nhìn kinh tế này? Chúng ta có thể có một trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc làm cho kỹ năng con người hiệu quả hơn. Chúng ta có một số dạng trí tuệ nhân tạo đã làm điều đó, như các hệ thống chuyên biệt đang giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh hiệu quả hơn. Bất cứ nơi nào bạn cần tích lũy nhiều thông tin, để giúp bạn đưa ra kết quả tốt nhất có thể các hệ thống trí tuệ nhân tạo đều tuyệt vời vì chúng có thể làm điều đó với giá rẻ và nhanh hơn cũng giống như hơi nước đã nâng những thứ mà cơ bắp của chúng ta hoặc của ngựa không thể thì trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta làm cho trình độ và năng lực của chúng ta hiệu quả hơn nhiều người lo ngại rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể thay thế một số loại công việc. Theo sơ, văn hóa và đạo đức lao động có ảnh hưởng như thế nào đối với sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo? Tôi nghĩ rằng bất cứ khi nào một công nghệ lớn xuất hiện, nó đã phá hủy việc làm nhưng đã tạo ra những công việc khác. Đầu tiên là hơi nước, sau đó là điện, sau đó là công nghệ thông tin. Bây giờ có lẽ trí tuệ nhân tạo là một loại công nghệ có ảnh hưởng khác sẽ có tác động rất lớn mọi người luôn lo lắng khi một công nghệ mới xuất hiện đúng là ngay bây giờ các nghiên cứu đã đưa ra những dự báo khá bi quan liên quan đến các công việc sẽ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo tuy nhiên có lẽ chúng ta có thể thay đổi quan điểm sự phát triển này để nó hỗ trợ sự phát triển con người và do đó trọng tâm là làm cho kỹ năng con người trở nên hiệu quả điểm quan trọng là chúng ta có lựa chọn chúng ta không bị ràng buộc chỉ phát triển công nghệ theo cách nhất định có lợi cho một nhóm người chúng ta cần tin tưởng để đặt ra câu hỏi các tiêu chí nên có là sự phát triển công nghệ đang làm gì để hỗ trợ sự sống và sự tốt lành của thụ tạo nói chung nếu tiêu chí là chúng ta hãy kiếm càng nhiều tiền càng tốt với bất kể giá nào đối với bất kỳ ai, thì điều đó trong quá khứ đã có xu hướng gây ra nhiều thiệt hại và chắc chắn sẽ lặp lại như vậy một lần nữa. Đây là tư duy kỹ trị mà Đức Thánh Cha nói đến. Vatican News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện bình an cho anh em nghe em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-xu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc dụng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tạo mình ra nơi mỗi người một cách là vị ích chung. Chúa Giêsu, khi hứa ban cho anh em một đấng bảo trợ khác ở cùng anh em luôn mãi, đã được kiện toàn. Có lẽ, không chỉ trong ngày Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống mà chúng ta nhận ra sự quan trọng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không chỉ giúp chúng ta soi tỏ kinh nghiệm về Chúa Giêsu, kinh nghiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng Ngài tỏ mình ra nơi mỗi người một cách vì lợi ích chung. Có lẽ vì thế chúng ta nhận ra sự đa dạng trong việc phục vụ. Sự đa dạng ấy át hẳn phải đưa đến hai thái độ cần có. Trước là đón nhận, sau là cộng tác. Đón nhận bởi mỗi người có sự khác biệt và không thể dùng lối biện minh theo lối quy kỷ và đặt mình làm tiêu chuẩn duy nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về đón nhận thôi thì cũng chỉ là một vế có lẽ động lực thúc đẩy của thần khí là vì lợi ích chung là để chúng ta đi tới tiến trình cộng tác cộng tác vừa cho thấy thái độ khiêm nhường của người môn đệ vừa cho thấy sự tin tưởng cần có nơi anh chị em mình hẳn nhiên một người vừa co cụm trong kinh nghiệm của bản thân và cũng không đủ khiêm nhường để mở ra cộng tác với người khác có lẽ người ấy chưa sống kinh nghiệm của một lễ hiện xuống mới Xã hội hôm nay đầy dẫy những trào lưu gọi là biết mình Từ các sách self-help cho đến những bài tĩnh tâm thanh tịnh mang vẻ thiền Rồi biết bao khóa học làm chủ cảm xúc Tuy vậy, trong kinh nghiệm của lễ hiện xuống mới Người tín hữu được mời gọi thinh lặng trong phòng kín thinh lặng với đấng thấu suốt mọi sự nơi kín đáo và để rồi đủ ơn khiêm hạ để cộng tác với anh chị em mình trong lòng giáo hội vì lợi ích chung. Có lẽ, kinh nghiệm biết mình ấy lớn hơn bất kỳ sách vở hay những khóa học làm chủ cảm xúc hay thái độ đâu đó. Bình an ở cùng anh em Đó cũng là tâm thế bình an mà người môn đệ khao khát khi bước theo Chúa Giêsu bình an của kinh nghiệm đón nhận chính tôi cùng bước đi trong thần khí với anh chị em tôi trong lòng giáo hội Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudoes Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.